sám hối nghiệp chướng người hiện thời có một số người không thấu hiểu đối với phật pháp cho rằng cầu siêu độ có thể giải quyết được vấn đề làm pháp sự cầu siêu độ nếu như không chân thật sám hối không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi vì sao làm biết bao pháp hội Thậm chí còn đề xứ Phật thất Mười thất Một trăm thất làm xong rồi Nghiệp chướng Vẫn chưa thể tiêu trừ Nguyên nhân do đâu Do không có sám hối Chân thật sám hối Lợi ích liền đạt được Chuyện này Các vị từ trong đĩa mà thấy Lão Hòa Thượng không có nghiệp chướng Bởi vì trong tâm của Ngài Chỉ có một câu a di Đà Phật Ngoài trừ a di Đà Phật ra Không hề có tạp niệm Không có vọng tưởng Nên Ngài không có nghiệp chướng Vì thế Ngài có cảm ứng không thể nghĩ bàn Ngài nói lúc 20 tuổi Ngài có chồng bí đau Bị em họ ăn trộm mất Ngài cũng không biết ai lấy Nên Ngài nguyền rủa người ta Ai mà lấy chồng bí của tôi Cầu cho người đó lợ loát bệnh tật Em họ của Ngài thật sự Bị lợ loát sanh bệnh Vì vậy, dì của Ngài bèn đến tìm Ngài Con đường niệm nữa Em con thật sự lỡ luyết đau đớn lắm rồi Không chi khỏi được Ngài vừa nghe cũng sợ hết hồn Ngài cho rằng niệm thì niệm thế thôi Chứ đành cho quá vậy Ai ngờ lại thành sự thật thế này Ngài vội bàn sửa lại suy nghĩ Xin khiến cho đệ đệ mau khỏe lại Xin cho đệ ấy mau chống khỏe lại Thế là hai ba ngày sau Em họ của Ngài khỏe lại thật Nhờ đó Ngài mới biết niệm lực không thể nghĩ bàn về sau, cả đời không dám chùa rửa ai nữa. Vì sao? Vì Ngài niệm rất linh, chứ không phải không linh, mà là linh thật. Vì sao? Vì Ngài dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh. Hôm nay, chúng ta rửa người khác. Vì sao không linh? Cầu cũng không linh Dẫu thiện hay ác đều không linh Đó là do tâm chúng ta Ô nhiễm quá nặng Vọng tưởng Tạp niệm Vô lượng vô biên Ngay cả danh hiệu Phật Cũng chẳng dễ gì vào đầu nổi Trong tâm không có Phật Bản thân chúng ta hãy nghiêm túc rà soát thử là biết cây thôi. Nghĩ thử xem cả ngày từ sớm đến tối lúc nào thì trong tâm mình có Phật? Bài công khóa sớm tối. Trong tâm có Phật vậy có mấy niệm là Phật? công khóa sớm tối niệm a di đà phật là dùng cái tâm gì tâm vọng tưởng hay tâm tạp niệm những tâm này cứ đang xen cùng với phật hiệu nó không thanh tịnh cho nên niệm phật không đạt được lợi ích nguyên nhân chính ngay chỗ này không phải phật không linh là do chúng ta dùng sai tâm rồi Hôm nay thời gian đến rồi Lần sau chúng ta sẽ dặn tiếp phần này Chú dạy của niệm lão Hoàn toàn lấy từ kinh điển Cho nên chú dạy của Ngài là tập giải Ngài đã dùng 83 bộ Kinh luận Và 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này Vì vậy, cái giải này gọi là tập giải Còn chú là tập chú Không phải ý kiến riêng của Ngài Ngày nay dùng cách này là có trí huệ Tránh chuyện người khác phê bình Nói anh lấy tư cách gì mà chú giải kinh điển đây không phải chú của tôi Là trên kinh giải thích như vậy Cổ đại đức giải thích như thế Mọi người sẽ không còn lời nào nói được nữa Ở vào cái thời đại này Đố kỳ chứng ngại Vô cùng nghiêm trọng Vì vậy nhất định phải biết cách né tránh Phải hạ thấp thái độ của mình Hết mức có thể ta à, có suy nghĩ này xem có liệu người xưa có hay không có thì dùng của người xưa đừng dùng ý riêng của ta đó chính là thời đại trước mắt học Phật như pháp học Phật tương ứng với hoàn cảnh trước mắt tránh việc người khác gây nghiệp khiến cho người ta nhìn thấy xanh lòng hoan hỷ, không khởi đấu kỵ chứng ngài. Cho nên, Lão Hòa Thượng kiến tánh rồi, cái gì cũng biết, nhưng không nói. Đó là chỗ cao minh của ngài, cảnh giới của ngài, có người hiểu được. Không phải không có, có. Ngài có một số đồng tham đạo hữu Những đồng tham đạo hữu đó Thường sống cùng Ngài Nên đều biết